Cô xin chào các em học sinh lớp 6. Trước khi học bài học hôm nay, cô cùng các em ôn lại nội dung của bài học trước. Thì ở bài học trước, các em đã được làm bài tập. Đó là trong các câu sau, câu nào đúng? A. Thông tin trên trang web chỉ có ở dạng văn bản. B. Sử dụng siêu liên kết chỉ xem được một đoạn văn bản trong cùng một trang web. C. Khi biết địa chỉ website, sẽ truy cập được website đó để xem thông tin. D. Với một siêu văn bản, người đọc có thể không đọc tuần tự, có thể từ tài liệu này di chuyển đến các tài liệu khác nhờ các siêu liên kết. Vậy thì trong bài tập này, theo em thì câu nào là đúng? À, đó chính là câu C và câu D. Và trong bài học trước, các em đã được học thế nào là website, địa chỉ website, xem và nêu được những thông tin trên trang web cho trước. Và trong bài học này, các em học tiếp về cách truy cập thông tin trên Internet. Bài 2. Truy cập thông tin trên Internet. Mục tiêu của bài học là các em trình bày được các khái niệm www, trình duyệt web, khai thác được thông tin của một số trang web. Các em cùng tìm hiểu phần 1 nhỏ World Wide Web. Các em quan sát, cô truy cập vào một địa chỉ như ở trên màn hình. Và khi cô truy cập vào địa chỉ đó, thì các em thấy là có xuất hiện một website với tên là Thông tấn xã Việt Nam. Và khi cô dùng thanh trượt phải, cô kéo xuống và cô nháy chuột vào chữ thể thao văn hóa. Thì theo em điều gì sẽ xảy ra? À, các em sẽ thấy trang website thể thao văn hóa.vn sẽ xuất hiện trên màn hình. Như vậy là các em thấy từ một trang web, người đọc có thể di chuyển đến một website khác để xem thông tin. Cô ví dụ ở đây từ một trang web đó là vnanet.vn. Cô có thể di chuyển đến một website khác đó là thethaovanhoa.vn. Và việc di chuyển này là nhờ liên kết giữa các website. Vậy thì hệ thống các website có liên kết với nhau trên Internet, người ta gọi là World Wide Web. Và có tên gọi tắt là web và viết tắt là www. Vậy thì có những trình duyệt web nào? Các em tìm hiểu tiếp phần 2 nhỏ, trình duyệt web. Em suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi sau. Em cần những thiết bị hay phần mềm nào sau đây để truy cập thông tin trên các website? 1. Máy tính hoặc điện thoại kết nối Internet. 2. Là phần mềm tìm kiếm thông tin. 3. Là phần mềm trình duyệt web. Các em suy nghĩ và trả lời. À, em sẽ cần thiết bị đó là máy tính hoặc điện thoại kết nối Internet. Phần mềm ở đây là phần mềm trình duyệt web. Cô có câu hỏi như sau. Em hãy kể tên một số trình duyệt web thông dụng hiện nay. Cô gợi ý, đây là một số biểu tượng trình duyệt web phổ biến hiện nay.
em thấy có một số trình duyệt phổ biến hiện nay đó là Safari, Google Chrome, Cốc, Microsoft Edge, Firefox, vân vân. Và nhờ có cái trình duyệt này thì các em có thể truy xuất đến các trang web, có thể kích hoạt các liên kết để xem hình ảnh, xem video, nghe âm thanh, hay là các em có thể chuyển đến các trang khác, các website khác. Vậy thì theo em, trình duyệt web là gì? Trình duyệt web là tên gọi chung của phần mềm để hiển thị thông tin dưới các dạng trang web trên www. Cô nhắc lại nha, trình duyệt web là tên gọi chung của phần mềm và được hiển thị thông tin dưới dạng các trang web trên www. Vậy thì có cách nào để khởi động một trình duyệt web? Cô ví dụ như muốn khởi động trình duyệt web Google Chrome. Thì khi đó các em sẽ thấy trên màn hình của máy tính ấy, hoặc trên thanh tác vụ, các em sẽ tìm và khởi động trình duyệt bằng cách là nháy chuột vào biểu tượng của trình duyệt đó. Và nếu mà khởi động trình duyệt thành công thì các em sẽ thấy có một cửa sổ sẽ xuất hiện tại ô địa chỉ ở phía trên. Và để truy cập vào một trang web thì các em chỉ cần gõ địa chỉ của trang web đó vào ô địa chỉ và các em nhấn Enter. Cô có một bài tập như sau. Em hãy mở trình duyệt web để xem dự báo thời tiết ngày mai ở địa chỉ như ở trên màn hình. Và theo em, nội dung thông tin trên trang web đó có thay đổi theo thời gian hay không? Thì ở bài tập này, bạn nào có điện thoại thông minh hoặc là máy tính thì các em mở trình duyệt web, có thể là Google Chrome, Cốc, v.v. Sau đó các em gõ địa chỉ như ở trên màn hình vô và ấn Enter. Rồi các em quan sát xem là thông tin trên trang web này có thay đổi theo thời gian hay không. Và đây là nội dung thông tin trên trang web. Các em xem cho cô, xem là nội dung trên trang web này có thay đổi theo thời gian hay không? Có. Đây là một trang web của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Và nội dung được thay đổi theo từng giờ, từng ngày. Vậy thì với các kiến thức mà các em đã vừa học, các em làm cho cô bài tập sau đây. Em sẽ sử dụng những website nào sau đây để tra cứu một số từ mới bằng tiếng Anh? Cô có 3 địa chỉ website. Thì ở bài tập này, bạn nào mà có điện thoại thông minh, có máy tính, thì các em có thể thực hành bằng cách là các em truy cập vào các website này. Sau đó các em trả lời cho cô là website nào có thể tra cứu một số từ mới bằng tiếng Anh. Các em quan sát nè. Cô đã truy cập vào địa chỉ website là dantri.com.vn bằng cách là cô mở một trình duyệt web, ví dụ như là Google Chrome. Sau đó cô gõ địa chỉ dantri.com.vn và nhấn Enter. Thì các em thấy website dantri.com.vn sẽ xuất hiện ở trên màn hình.
tương tự như vậy, cô cũng truy cập vào địa chỉ website như trên màn hình. Vậy thì các em thấy trong 3 website mà cô vừa truy cập thì các em thấy website nào có thể tra cứu một số từ mới bằng tiếng Anh? À, đó là website thứ 2 và website thứ 3. Như vậy là các em vừa học xong bài 2 truy cập thông tin trên Internet. Thì đây là nội dung chính của bài. Các em ghi vào quyển vở cho cô để các em nhớ và hiểu bài hơn. Về phần dặn dò, 1. Các em hiểu nội dung bài. 2. Ghi nội dung chính bài học vào vở. 3. Trả lời câu hỏi sau. Phần trả lời này các em không cần ghi vào vở. Trong các câu sau, câu nào đúng? A. www là mạng lưới các website trên Internet. B. Cần phải khởi động tất cả các trình duyệt mới truy cập được thông tin trên www. C. Chỉ cần khởi động trình duyệt web là lập tức truy cập được trang web tin tức. 4. Thứ hai, ngày 22 tháng 11, cô sẽ gửi đường link làm bài trên hệ thống lớp học.hcm.edu.vn và các em sẽ làm và nộp sản phẩm trên đường link này. Thời gian nộp bài, các em nộp trong tuần 12, bạn nào nộp trễ ở tuần 13 là cô trừ điểm. Và cô sẽ lấy điểm vào điểm kiểm tra thường xuyên.